Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn lạnh phía sau xe thân dài của Max Spinter. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty Formula có chi nhánh tại Thái Lan, trực thuộc tập đoàn Formula tại Thái Lan. Với cái dàn lạnh sau thân dài này thì anh em có thể nhìn này, dàn Max Spinter này nó sẽ có hai loại. Loại thân dài này thì nó sẽ rơi vào là 65 cm, nhưng loại ngắn thì nó chỉ rơi vào là 55 cm thôi. Và chiều ngang của nó sẽ là 17, dày nó sẽ là 5. Anh em cùng nhìn tổng thể nhé, phía mặt trước của dàn này. Dàn được có cấu tạo là 100% bằng nguyên vật liệu là hợp kim nhôm anh em nhé. Dàn được thiết kế theo dạng là lan tép đúc. Đây, anh em cùng nhìn này. Đó. Đây chính là cái dạng thân dài, phần dài. Anh em mà quan tâm tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ cho em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.